Mọi người, trong clip ngắn này, FXV sẽ chia sẻ về một cái khái niệm liên quan đến xác suất thống kê. Thì xác suất thống kê là một cái chân lý, nó phủ trùm lên tất cả vạn vật đang vận hành. Trong xác suất thống kê nó có một cái khái niệm rất là quan trọng, và đây cũng là cái cốt lõi ở trong trading. Nó gọi là odds. Odds này là cái từ cổ, còn cái từ hiện đại nó là probability. Không có cái từ ngữ tiếng Việt nào mà nó tả đúng cái ý nghĩa của cái từ này hết. Phải ví dụ bằng cái hình ảnh minh họa thì mới hiểu được đúng cái bản chất của nó. Bây giờ mình sẽ đưa ra cái ví dụ như thế này. Một cái đồng hồ chết. Đồng hồ chết là đồng hồ nó không có hoạt động gì hết, nó đứng yên á, kim giờ, kim phút, kim giây gì nó cũng đứng hình á. So với một cái đồng hồ hoạt động bình thường. Thì cái đồng hồ chết nè, đó, kim phút, kim giây, kim giờ nó cũng đứng chết chân chỗ à, nó không có nhúc nhích động đậy hết. Còn một cái đồng hồ bình thường á, thì cái cây kim giờ á, nó một ngày nó sẽ 24 lần, cứ một tiếng đồng hồ á, nó nhích một bậc. Đó. Đó. 24 lần, cái đồng hồ bình thường thì kim giờ nó sẽ chạy 24 lần. Rồi, như vậy ai cũng công nhận rằng á, nó sẽ có hai lần trùng khớp, có nghĩa là cái đồng hồ chết nó sẽ có hai lần trong một ngày nó sẽ trùng khớp cái thời gian cây kim giờ á, nó đúng với lại cái đồng hồ hoạt động bình thường. Một ngày có 24 tiếng, nó đúng hai lần thì nó chật 22 lần. Như vậy cái tỷ lệ á, nó là 2/22. Rồi, như vậy ta có thể kết luận rằng á, mặc dù cái đồng hồ chết nó vẫn tạo ra một cái tỷ lệ đúng là 2 lần, nó 2 lần đúng và 22 lần sai. Như vậy thì cái này á, cái này nó gọi là tỷ lệ đúng. Tỷ lệ đúng nó đâu làm gì đâu, nhưng mà vô tình nó vẫn đúng được tới 2 lần đó. Thì ở trong cái trading á, nó cũng y chang vậy đó. Không có quan trọng á, là cái trader đó họ đang áp dụng cái phương pháp gì, mà cái cần biết á, là chỉ cần họ lặp đi lặp lại đúng một cái số lượng, chẳng hạn như 50 lệnh, 100 lệnh, và họ chỉ cần đúng một lần thôi cũng được nữa. Mấy lần nó không quan trọng. Cái tỷ lệ mà họ thắng á, nó là bao nhiêu nó không quan trọng. 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, nó bao nhiêu cái chuyện đó nó không quan trọng. Chỉ cần biết là có thể thắng là được. Rồi như vậy á, thì khi mà mình hiểu được cái điều này rồi á, thì mình mới biết là cái tỷ lệ thắng nó không có quyết định cái số tiền mà mình kiếm được. Mà cái yếu tố mà quyết định kiếm được tiền hay không á, là cái số tiền, cái lúc đúng nó kiếm được bao nhiêu, và cái tổng những cái lần sai á, nó mất bao nhiêu. Chẳng hạn như một người họ có 1.000 đô, họ thực hiện 100 cái trade, 100 trade, họ chỉ đúng có 20 lần, rồi hết 80 lần là sai. Thằng này là đoán đúng, đoán đúng có 20 thôi. Thì cái vấn đề á, là trong lúc á, mà 20 lần nó đúng á, nó kiếm được bao nhiêu, và 80 lần á, sai á, nó bị mất bao nhiêu. Miễn á, là 20 lần đúng á, nó kiếm được cái số tiền lớn, cán nát 80 cái lần sai, và nó vẫn còn dương ra một cái khoản, là một cái biên độ lợi nhuận á, lớn, thì như vậy thằng đó kiếm được tiền trong dài hạn đó. Thì cái game trading này á, cuối cùng nó cũng chỉ có vậy thôi à. Do đó đừng có mất cái thời gian á, mà đi nghiên cứu cái cách thức của người này người kia như thế nào. Ở trên mạng á, nó hay có cái kiểu gì nè, thị trường nó biến động gì, cái nó nhìn lại quá khứ, rồi cái nó tua lại cái quá khứ, chẳng hạn như lấy bất ngờ một cái đoạn này đi à, rồi cái nó chỉ trỏ à mua đây, à mua đây, mua đây, mua đây à, rồi cái đứa khác á, thì nó chỉ à mua chỗ này, mua chỗ này, chỗ này, nó nhìn lại quá khứ rồi nó chỉ. Nhưng mà nó không có biết á, là cái việc đó nếu mà cứ học hoài, cứ điều chỉnh hoài á, là suốt một đời
cứ toàn là chỉnh không à, nó không có kiên định được, nó không có cuối cùng, nó không có dừng chân lại được. Đây là một cái con sóng. Mấy cái thằng mà copying á, nó sẽ giống như là một cái côn trùng, nó sẽ gặm, nó gặm hết, phút nào nó cũng gặm hết, nó kiếm cơ hội mọi lúc mọi nơi, đó, chỗ nào nó cũng gặm hết. Còn cái thằng queen á, thằng queen là thằng lướt sóng á, nó sẽ gặm cái khúc ngon nhất. Còn cái thằng mà thật sự mà biết cách quản lý vốn và biết cách trade á, nó không có gặm mà nó gieo trồng rồi nó đợi rồi nó thu hoạch. Nó là một cái quy trình khép kín, đầu tư giống như một cái người nông dân á, họ gieo trồng rồi họ đợi cái thời gian nó tăng trưởng rồi họ thu hoạch, đó là gọi là đầu tư. Do đó có người á, thì một con sóng đi, cây viết nó vừa hết mực luôn, bao nhiêu cái clip cây viết nó không hết mực, có thể là 100 cái clip mà tới cái clip này cái tự nhiên nó hết mực, thì cái tỷ lệ mà đang làm video mà nó bị hết mực á thì nó là 1/100 đấy. Thì cái như mọi người đã thấy thì mọi cái thứ á, mọi cái việc, mọi tất cả dạng vật nó đều phải chịu sự chi phối của cái xác suất hết. Rồi do đó cái phương pháp, cái chiến lược á, có người á, người ta chọn, người ta đánh ở khúc giữa, khúc dưới, rồi có người á, đánh khúc giữa, rồi có người á, độc đáo hơn nữa là nó đánh tốt ở trên đỉnh nè, chừng nào mà phá cái giá nó tăng nóng cực nóng, phá luôn cái đỉnh cao chót vót, lúc đó họ mới nhảy vô. Thì cái chuyện mà nó chọn cái thời điểm vô á, lúc nào nó không có quan trọng, mà quan trọng là hai điều. Điều thứ nhất á, là nó luôn luôn nó áp dụng theo cái kiểu đó, nó không có ngu hay khôn gì khi mà chọn cái điểm vào đó chứ. Có những đứa nó tốt ở trên trời này đi, nó mua, lần này nó mua, có thể là nó thất bại, lần sau nó cũng áp dụng y chang vậy đó, không thay đổi gì hết. Rồi lần kế tiếp nữa nó cũng áp dụng y chang vậy đó. Nó gọi là consistent đó, là lặp đi lặp lại đúng một kiểu á, chứ đừng có đã chọn ở đây xong cái thấy thằng khác có vẻ như là nó kinh nghiệm hơn, nó lớn tuổi hơn, cái bắt chước nó không đánh đây nữa, đánh đây có vẻ an toàn hơn, cái chọn khúc dưới à. Rồi cái thấy bữa khác thằng khác nó lên nó khoe khoang thắng lợi nọ, nó thấy nó đánh ngay khúc giữa cái lại bắt chước à, như vậy thì nó hoàn toàn nó không có cái sự kiên định, mà không có kiên định thì cái con số xác suất nó không bao giờ thể hiện đúng được hết. Do đó nó chỉ có hai cái tiêu chí. Thứ nhất là cái kiên định đúng theo cái chiến thuật của mình mua đâu thì cái áp dụng liên tục theo cái vị trí, cái kiểu đó, chứ đừng có nghĩ là chỗ này mua vậy là khôn, mua chỗ khác là ngu, không có chuyện đó. Và cái thứ hai nữa là cái số tiền lại nó lớn bao nhiêu, mua ở đâu nó không có quan trọng, quan trọng là áp dụng cái kiểu đó thì cái số tiền lời nó lớn bao nhiêu. Rồi thông qua cái clip ngắn này mọi người cũng biết được cái thứ mà người ta gọi là chén thánh ở trong cái điên á, chẳng qua nó chỉ có hai chuyện đó thôi, một là kiên định, hai là cái số tiền lời tính bằng hiện kim, bằng đô la, rồi nó chỉ có vậy thôi.